học tập của con ở trường giờ như thế nào? Ở trường bây giờ con vẫn phải học mấy môn chết mà con chả hiểu mấy môn đi học về làm gì luôn. Dạ, thôi cố gắng lên. Dạ. Đây Phong tối nhà mình chuẩn rồi, cả nhà chúng bữa tối thôi. Em mời con ăn đi. Con mời cả nhà ăn cơm. Con ăn đi. Mời anh con xin ạ. Em xin. Ăn đi con. Con thấy ngon lắm. Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon. Các con ăn nhiều. Mình ăn đi. Các con này, sắp tới bố mẹ của các con sẽ đi nghỉ ngơi một chuyến thay cho chuẩn răng mặt ấy. Thì Phong ở nhà cố gắng quản lý cửa hàng giúp bố. Còn Vũ thì chăm chỉ học tập, có gì thì hỗ trợ giúp đỡ anh nhé. Dạ. Bố với mẹ cứ đi bồi đắp tình cảm, còn chuyện ở nhà cứ để con lo. Bây giờ thì hai anh em đã là người trong một gia đình rồi. Bố mong rằng là các con quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Bố đừng lo, bố cứ đi nghỉ ngơi cho thoải mái. Việc cửa hàng con lo được. Con có ăn no rồi, ra ngoài một chút. Con có ăn xong rồi ạ. Ba mẹ ăn cơm. Nhanh lên con. Lên đây làm gì? Cho dù là anh không thích em, thậm chí anh ghét em, nhưng mà em vẫn sẽ đối xử tốt với anh. Em sẽ coi anh như là anh trai của mình. Để rồi có một ngày anh sẽ có em như em trai và chúng ta trở thành gia đình. Chuyện đấy, cho dù trong mơ, cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Cho dù là anh không thích em, thậm chí anh ghét em, nhưng mà em vẫn sẽ đối xử tốt với anh. Em sẽ coi anh như là anh trai của mình. Để rồi có một ngày anh sẽ coi em như em trai và chúng ta trở thành gia đình. Con ở nhà chăm sóc anh thật tốt. Phong thường làm việc quá sức nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Trước mắt việc học của con không có gì mà con ăn cả. Nên thời gian rảnh con cứ quan tâm đến anh một chút nhé. Em à, em không phải lo đâu. Phong nó lớn rồi, nó sẽ tự quản được. Anh chỉ sợ Vũ ở nhà bị bắt nạt thôi. Vũ này, con ở nhà ngoan. Nếu Phong bắt nạt thì con nhìn con cái điện thoại cho mình, mình sẽ giải quyết.
Bố mẹ cứ yên tâm. À mà bố mẹ đi đi, con xe lại đợi. Thế hai con ở nhà ngoan nhé. Con ở nhà nhé, bố mẹ đi đây. Con chào mẹ. Anh Phong, kể từ ngày hôm nay em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Chuẩn bị tiếp nhận thằng em trai này đi. Nhiệm vụ của em là chăm sóc anh mà, để anh hoàn thành tốt công việc bố giao, ba mẹ còn bồi đắp tình cảm nữa. Rồi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ của cậu à? Anh có thể ghét em, nhưng mà đồ ăn thì không thể, vì đằng nào cũng phải ăn mà. Nếu mà anh cảm thấy khó chịu quá thì trong mọi bữa ăn của anh, em sẽ không xuất hiện. Vậy là chúng ta bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người rồi sao?